Hello everybody, welcome to my video again today. And today I want to share you about the adjectives of number. Và số sách của nó này hãy xem xong cũng cover tập lớp một căn video của bọc nhóm sách chỉ tham gia đăng tiết. Sắp ngày này, trong bát đừng một chế làm lệ chun bằng ôn là cụ nền niệm một phép tiết để dùng ở trong việc thả adjectives of number. Cứ dùng bọc ra thả cụ nền niệm bằng chế bị chấm, bị chấm nuôn. Thả tới cụ nền niệm bằng chế bị chấm nuôn. Miền này dùng này, ưu thế ho nâng sách đây bình dồn dạng ná, à là dùng tầm mưu tầng ọc này. Definition. Adjectives are used to describe about exact number of nouns or pronouns are known as adjectives of number. Right, everybody? This is the definition or the answer or the question above. Alright, everybody? Bà, số sách dùng bốn hơi ní cư chìa này dùng ní, có đôi chìa chùm lời tên nâng xùm nụ phẳng lứ. Chẳng definition dùng bọc bè thà này dùng ní. Cũng là niềm tiếng lai nà để trao bàn kì prao prao, đầm bây bì bùa ní ôm bì chùm nôn bật. Exact number của nó. Ông pi chấm nôn bớt rồi bỏ niêm. Rồi có sắp bỏ niêm. Cứ trao ban cái ôi chung thái chia adjectives or number của nó. Cứ trao ban cái ôi chung thái chia cú nền niêm mình chia pi chấm chấm nôn. Alright, everybody. Adjectives or number say yes. Cái thằng cú nền niêm mình chia pi chấm nôn miền đôi chia definite numeral adjectives. Chẳng miền đôi chia definite numeral adjectives của nó. Thật tớ definite numeral adjective nó cứ chia vậy là những từ mới mình tỏ tiết. What is definite numeral adjectives? Cái số dương thà definite numeral adjective nó cứ chia vậy. Ủa nè. These adjectives tell us about the exact number of noun. Chẳng đi cứ chia chùm lời từ nâng xâm nụ hàng lớn. Ủa nè. Cái thà cút nâng niêm tiền lại ní. Cứ prap dương, tell us, prap dương, ông pí. Chùm luôn bất bạc cót rồi bỏ niêm. Chẳng cút nâng niêm tiền lại nà để prap dương pí chùm luôn bất bạc cót rồi bỏ niêm. Cú nền niêm nâng dựng ôi chung viết thá definite numeral adjective. There are two parts. Chẳng definite numeral adjective nâng cứ miễn pi này. Two parts. Ordinal number. Cứ dương đi dây ông pi first, second, third, fifth, sixth, etc. Mình đã thành rộp bị tí mối, tí pi, tí bấy, tí pram, tí bổ mối. Chẳng hẳn dựng ôi chung thá ordinal number. Cứ chùm nuôn bồ rạng sang xa. Mình đã thành chùm nuôn đầy dựng rộp tí. Tìm mùi tìm bì ở những từ. Đó biết cardinal number nè, cứ chia tua lấy để tăng đôi chùm nuôn mùi bì bây bốn pram bởi mùi đọc ở những từ. Nó gọi chùm một tháng cardinal number. For example, he stood first in the class. Quất ban chố chùm nạ thân ạ. Lấy mùi nạ khăn ông thân ạ. Chẳng first là cứ chia numeral adjectives. Rồi gọi chùm một tháng adjectives or number. They got second prize. Bộ kế ban tập tuôn biên đồng vốn lựa tì bì hời. Né. Chẳng second là ní cứ dùng ôi chung một thái adjectives of number. Bộ ná. She has two brothers. Niêng miên bong bồn bóng bì nè. Chẳng two second first là ní cứ chia adjectives of number. Mình đây thả việc bình chia bì chùm nuôn bình bà cót rồi bỏ niềm nè. Niềm được khả mục nè. Bộ ná. Niềm được khả mục nè. There are 10 oranges in the bag. Miễn crôi chùm nuôn đọc nực nông hóa hộp báo. We have 3 cars and 5 motorbikes. Bộ dưỡng miễn lan chùm nuôn bấy hơi nâng mô tô chùm nuôn pram. Chẳng tiêu tôn tờ nâng 1, 2, 2, 10, 3, 5 là ní cư chía. Dù ôi chùm viết thay chía adjective of number. Vì bố cùn là niềm tầng ôn ní cư viết bình chìa bì chùm nuôn bật bật cót tờ ôi niềm. Nên đôi chì brother, đôi chì bride, đôi chì orange, đôi chì car, đôi chì motto. Bài xe này cứ chì noun. Hay ở đây đầy nhóm bồn khoảng khảo này cứ chì adjectives or number. Cô nát cứ chì cun ẩn niêm bằng chìa bì chóng. Chồng nuôn phơ ca mà ôi niêm. Chẳng ảnh cứ chì cun ẩn niêm. Đây bằng chìa bì chồng nuôn. Đây dừng ôi chì một thá adjectives or number. Alright everybody. Thanks for your like, share and subscribe for a new video. Bạn chẳng xong mà cun. Xong rạp ca chùi like, chùi share hay nên chùi subscribe. Rồi bỏ 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 tặng ọc nha, đồng bây tựa tụ bàn ở video thầy thầm mây. Xin rạp bình ích chung bán, xong ọc cún, xong dùm rìm liền. Bye bye.